15 triệu đồng. Ông bị xử lý theo điều 288 bộ luật hình sự, mức phạt tù tối đa lên đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là không giữ chức vụ của bộ luật hình sự. Chính phủ, mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình phải là một pháo đài, chung tay chống dịch.